Hai tháng sau khi rời đội tuyển Việt Nam, thầy Park có động thái bất ngờ đúng lúc huấn luyện viên Rozier thua trắng ở Doha Cup. Theo thông tin từ Bóng Đá Plus, huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin nhiều khả năng sẽ tái xuất với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, bộ đôi chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không giữ chức vụ nào ở cấp độ đội tuyển và nhiều khả năng sẽ cập bến một đội bóng giàu tham vọng tại V-League. Bến đỗ mới của huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin được cho là câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đây là đội bóng đang gây ra rất nhiều bất ngờ ở mùa giải năm nay khi chiêu mộ hàng loạt ngôi sao đắt giá của đội tuyển Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Phan Văn Đức. Tuy nhiên, thành tích của Công an Hà Nội lại không tương xứng với sự đầu tư rất mạnh tay. Được biết, tân binh của V-League 2023 đang đàm phán để ông Lee Young-jin giữ chức huấn luyện viên trưởng thay cho người đương nhiệm là ông Fabio Fueani. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo được mời ngồi ghế giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trong quá khứ, huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin là hai người bạn thân và là cặp bài trùng giúp bóng đá Việt Nam có 5 năm vô cùng thành công. Bộ đôi người Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam gặt hái được nhiều danh hiệu ấn tượng như Á quân U23 châu Á 2018, Top 4 ASEAN 2018, Vô địch AFF Cup 2018, Top 8 ASEAN Cup 2019, Huy chương vàng SEA Games 2019 và 2021, cùng đỉnh cao là việc đưa đội tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ 3 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Kinh nghiệm huấn luyện của ông Lee Young-jin cũng rất đáng nể. Ngoài việc từng dẫn dắt U23 Việt Nam ở Dubai Cup 2022, thì cựu trợ lý ở đội tuyển Việt Nam còn cầm quân ở nhiều câu lạc bộ của Hàn Quốc như FC Seoul, Daegu FC, Đại học Jeonju. Đây không phải lần đầu tiên một huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam được mời làm việc tại V-League. Trước đó, huấn luyện viên Henrique Calisto từng dẫn dắt câu lạc bộ Long An. Hay gần đây, huấn luyện viên Toshiya Miura được mời về dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.